Tỉnh Đồng Tháp cho biết vào chiều nay 9 tháng 1 đã có thêm búa dung 180kW vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu để thực hiện việc nhổ trụ bê tông có bé trai 10 tuổi tên Hạo Nam bị mắc kẹt tại đây. Như vậy đến hôm nay thì bước sang ngày thứ 10, bé trai gặp nạn và vẫn chưa được cứu hộ thành công. Theo đó, đến 6 giờ hôm nay 9 tháng 1, công trường lắp xong vòng vây cọc ván thép để giữ ổn định cho thiết bị thi công và thiết bị đào đất. Lực lượng chức năng đã điều động búa dung 180kW vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn đêm nay. Như vậy, cơ bản các máy móc thiết bị cần thiết để thi công đã đầy đủ. Khó khăn hiện nay là địa chất công trình tầng lớp dưới đất sét cứng, cọc được cắm sâu xuống lòng đất với chiều sâu 35m. Hạ tầng giao thông nhỏ hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Trước đó, sau 8 ngày triển khai, việc cứu nạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn, phải thay đổi nhiều phương án nhổ cọc lên để cứu cho bé. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại khu vực công trình đang thi công mố cầu dọc sen, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cùng ba em nhỏ khác rủ nhau vào khu vực công trình nêu trên, nhà sắt vụn. Do bất cẩn nên bé Hạo Nam đã bị rơi xuống ống trụ cọc bê tông ly tâm D500, lỗ cọc đường kính 25cm, độ sâu 35m.